Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành công trình xây dựng phòng giáo dục, trường bồi dưỡng giáo dục và trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp. Đây là một trong những công trình được thành phố đăng ký hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2025 và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Công trình tại số 4 đường Nguyễn Công Trứ, phường Bình Thọ được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2021. Đến nay đã hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo bồi dưỡng, giảm tải áp lực cơ sở vật chất của phòng giáo dục thành phố Thủ Đức trong thời gian tới. Công trình có quy mô 4 tầng trên khu đất hơn 3.000 m2, tổng mức đầu tư 44 tỷ 829 triệu đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 29 tỷ đồng, chi phí thiết bị xây lắp và thiết bị văn phòng hơn 7 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố Thủ Đức chúc mừng ngành giáo dục đào tạo thành phố có cơ ngơi khang trang, tạo sức bật cho sự phát triển ngành và đề nghị ngành giáo dục thành phố cần nỗ lực trong quản lý, quản trị đơn vị, thực hiện thành công chủ đề năm 2024 của thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 của Quốc hội, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đưa ngành giáo dục thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng phát triển.